Báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết từ đầu năm 2023 đến nay, thiên tai cực đoan đã xảy ra trên các vùng miền và gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, tập trung chính vào các loại hình thiên tai đó là mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và sạt lở bờ sông, bờ biển. Căn cứ vào chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, 30 tỉnh miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên đã được đề xuất để hỗ trợ kinh phí khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, di rời dân cư vùng thiên tai, khắc phục khẩn cấp hậu quả sạt lở. Theo đó, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai rà soát lại nội dung trình, tiếp thu tại các ý kiến tại các cuộc họp, phối hợp với các bộ ngành địa phương, thống nhất danh mục, đảm bảo đúng đối tượng, chậm nhất ngày 27 tháng 10 và hoàn thiện tờ trình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định và đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Đến khoảng 16 giờ ngày 24 tháng 10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể tất cả 4 du khách thiệt mạng trong vụ lũ cuốn trôi một xe Jeep xảy ra trong khu du lịch làng Cù Lần. Trong đó, thi thể 2 nạn nhân bị mất tích được tìm thấy cách địa điểm chiếc xe bị lũ cuốn 2 km. Cả 4 nạn nhân gồm 2 nam, 2 nữ đều chưa xác định rõ danh tính. Được biết, nhóm du khách này đến khu du lịch làng Cù Lần và trải nghiệm dịch vụ xe Jeep đi trên địa hình vượt suối thì xảy ra sự cố. Theo đại diện khu du lịch làng Cù Lần, thời điểm xảy ra sự cố trong khu vực không có mưa lớn, lũ quét về khá bất ngờ. Khi chiếc xe Jeep về gần đến đích thì gặp nạn. Vụ việc khiến chiếc xe chở 4 du khách bị cuốn trôi. Ngay sau khi xảy ra thì nhân viên khu du lịch đã tìm thấy một nạn nhân và đưa đi bệnh viện. Tuy nhiên, nạn nhân này đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã tổ chức lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Đến khoảng 16 giờ, 3 nạn nhân đã được tìm thấy trong tình trạng tử vong. Riêng về tài xế xe Jeep tên là Thái chỉ bị thương. Đại diện khu du lịch cho biết tài xế trên có giấy phép lái xe và chiếc xe này đã được kiểm định đầy đủ. Quan sát của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại hiện trường, điểm xảy ra sự cố thuộc một đoạn của con suối, nước không quá sâu. Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng địa phương đã huy động hàng chục người, phương tiện cơ giới, chó nghiệp vụ đến hiện trường thực hiện cứu hộ. Trước đó, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đưa tin trưa 24 tháng 10 tại khu du lịch Làng Cù Lần, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng xảy ra sự cố một chiếc xe Jeep chở 4 khách du lịch bị nước lũ cuốn trôi, khiến 2 du khách thiệt mạng và 2 người khác mất tích. Theo thông tin ban đầu, trận lũ quét xảy ra bất ngờ vào trưa cùng ngày, quét qua con suối trong khu du lịch Làng Cù Lần. Thời điểm xảy ra lũ quét có một xe Jeep đang chở khách khám phá khu du lịch, khiến chiếc xe bị lật úp, nước lũ cuốn 4 người ra xa. Sau một thời gian tìm kiếm, nhân viên khu du lịch đã tìm thấy 2 người, trong đó có một nạn nhân đã tử vong, một người khác bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, 2 người khác đang mất tích. Thưa quý vị, ngày hôm nay theo chương trình kỳ họp thì Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn bằng hình thức bỏ phiếu kín. Đây là phương thức giám sát quan trọng thể hiện sự ghi nhận đánh giá của Quốc hội đối với những nỗ lực cố gắng và kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Và mỗi đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm cao, đánh giá công tâm, khách quan và chính xác trong ghi phiếu tín nhiệm đối với từng chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Lần lấy phiếu tín nhiệm này diễn ra trong bối cảnh đặc biệt hơn so với những lần trước, khi câu chuyện về cán bộ né tránh trách nhiệm, sợ sai đang diễn ra và yêu cầu đặt ra về việc dám nghĩ, dám làm là rất mạnh mẽ, quyết liệt. Các đại biểu Quốc hội cho biết đã dành thời gian nghiên cứu kỹ các báo cáo kết quả của những chức danh được lấy phiếu tín nhiệm và khẳng định là phiếu của mình sẽ không có sự nề nang hay chịu bất kỳ sự tác động nào. Cái nữa là chính là cái tâm, cái trí, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội khi chọn bỏ phiếu tín nhiệm thì nó cũng đúng với cái chất lượng công việc, cái trách nhiệm của từng vị lãnh đạo đã cống hiến thời gian qua. Từng vị đại biểu mong muốn rằng bản thân tôi cũng vậy, các đại biểu khác cũng vậy, là phải nhận là trân trọng, là rất là khách quan, rất là công tâm, không thể bị áp lực nào đó mà mình bỏ lệch cái lá phiếu của mình. Trong 44 chức danh lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp này, có 2 nhân sự lấy phiếu tín nhiệm lần thứ 4, 10 nhân sự lấy phiếu tín nhiệm lần thứ 2, còn lại 32 nhân sự lấy phiếu tín nhiệm lần đầu. Nhiều ý kiến cho rằng lá phiếu có chất lượng ngoài sự công tâm, khách quan còn phải toàn diện. Bởi nếu dùng tiêu chí chung mà không tính đến các điều kiện đặc thù của từng lĩnh vực thì khó đạt được sự công bằng. Trong 44 chức danh này là có nhiều nhóm khác nhau, nhóm cán bộ lập pháp, nhóm hành pháp và nhóm tư pháp rồi viện kiểm sát. Cá nhân tôi cho rằng là có thể chúng ta tính toán xem xét là tách nhóm ra thành 3 cái nhóm với 3 cái sự kiện lấy phiếu khác nhau, tách khỏi nhau và công bố là nhóm nào đi nhóm đấy, chứ không đặt chung trong một cái nhóm là 44 chức danh. Thì như thế có thể nó sẽ giúp chúng ta gia tăng được hơn cái độ khách quan và công tâm cũng như cái độ chính xác của kết quả lấy phiếu tín nhiệm, bởi vì như chúng ta thấy là các nhóm ấy đều là có những cái đặc điểm đặc thù công việc là rất khác nhau.
Ông Trần Quyết Thắng, cử tri đã theo dõi khá kỹ 3 lần lấy phiếu tín nhiệm trước đây. Theo ông, các chức danh bên nhóm lập pháp thường tương đối an toàn, đạt tỷ lệ tín nhiệm cao. Nhưng ông hy vọng lần này kết quả lấy phiếu tín nhiệm giữa các chức danh khối hành pháp, lập pháp sẽ liên quan mật thiết với nhau. Và tôi đề nghị rằng giữa bên hành pháp và bên lập pháp và bên hành pháp thì phải có sự gắn chặt lẫn nhau. Không có cớ gì, ví dụ như bên hành pháp có những vấn đề gì mà bên lập pháp lại vô can được cả. Ví dụ như hành pháp người ta gọi là không tròn vai được vì những lý do luật không hoàn chỉnh chẳng hạn, thì cái đấy là cái mà bên lập pháp phải có trách nhiệm vào đấy. Nếu như trước đây, kết quả lấy phiếu tín nhiệm được sử dụng để tham khảo trong đánh giá cán bộ, thì bây giờ kết quả phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ. Việc lấy phiếu tín nhiệm ngoài thực hiện theo quy định và quy trình, thủ tục, còn là cơ hội để nhìn nhận lại công tác cán bộ và tạo nên một xung lực mới, không chỉ với các chức danh được lấy phiếu tín nhiệm mà lan tỏa trong cả đội ngũ cán bộ. Chuyển sang một số tin vắn đáng chú ý, Bộ Tài chính cho biết có 33 địa phương đề nghị điều chỉnh dự toán vốn vay lại dẫn đến thay đổi mức vay của từng địa phương so với mức chính phủ báo cáo và được Quốc hội phê duyệt. Cụ thể có 6 địa phương đề nghị tăng dự toán vay lại với tổng số đề xuất tăng là gần 350 tỷ đồng. Sau khi rà soát, Bộ Tài chính thấy có thể xem xét bổ sung dự toán cho các địa phương này trên nguyên tắc là các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về việc đảm bảo giải ngân toàn bộ dự toán vốn vay lại được giao bổ sung. Tuy nhiên, có tới 27 địa phương đề nghị giảm dự toán vay lại với tổng số đề nghị là hơn 5.500 tỷ đồng. Cơ quan này đánh giá việc giảm kế hoạch vốn vay lại sẽ làm giảm bộ chi ngân sách địa phương và giảm bộ chi chung. Bộ Công Thương nhấn mạnh cần phải tiếp tục quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp về vận hành, tiết kiệm điện và đẩy nhanh tiến độ đưa các công trình nguồn lưới điện truyền tải vào khai thác. Theo tính toán cập nhật của EVN, việc cân đối cung cầu điện năm 2024 được tính toán với dự báo tăng trưởng phụ tải điện cơ sở 8,96%. Với phương án lưu lượng nước về bình thường, hệ thống điện quốc gia về cơ bản đáp ứng cung ứng điện, nhưng do công suất dự phòng của hệ thống điện miền Bắc thấp nên vẫn phải đối mặt với tình trạng căng thẳng về công suất đỉnh tại một số thời điểm trong ngày của các ngày nắng nóng. Đối với trường hợp lưu lượng nước về cực đoan, việc đảm bảo cung cấp điện đặc biệt đối với khu vực miền Bắc sẽ gặp khó khăn hơn, có thể xuất hiện tình trạng thiếu công suất trong một số giờ cao điểm các tháng 6 và tháng 7. Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại buổi kiểm tra làm việc về tiến độ triển khai dự án sân bay quốc tế Long Thành. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư không để xung đột trong quá trình triển khai các gói thầu, dự án thành phần và có chế độ khen thưởng các nhà thầu thực hiện tốt, chế tài xử phạt với các nhà thầu làm sai, kiên quyết thay thế với các nhà thầu yếu kém. Đối với các dự án thành phần, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam khẩn trương triển khai dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ, đánh giá lại năng lực quản lý, điều tiết kết nối thi công trên công trường. Riêng dự án thành phần 4, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam tăng cường năng lực cán bộ để lựa chọn được nhà đầu tư có kinh nghiệm, năng lực cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho cảng hàng không, đảm bảo nâng cao tính cạnh tranh của ngành hàng không Việt Nam. Bộ Giao thông Vận tải cho biết thời gian tới dự kiến có thêm 9 sân bay nữa chào mời vốn xã hội hóa, kể cả sân bay đầu tư mới lẫn sân bay đang hoạt động để đầu tư mở rộng. Chủ trương này cũng phù hợp với chủ trương của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về đa dạng hóa các hình thức huy động và sử dụng nguồn lực vào sân bay và đã được cụ thể hóa trong quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chính phủ đã giao Bộ Giao thông Vận tải xây dựng đề án xã hội hóa đầu tư khai thác kết cấu hạ tầng cảng hàng không, trong đó có đánh giá kết quả xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, đề xuất giải pháp tổng thể trên cơ sở khoa học thực tiễn để huy động vốn xã hội đầu tư vào sân bay. Theo dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 139 và Nghị định số 30 sửa đổi, bổ sung một số điều về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới quy định, khi có nhu cầu đầu tư xây dựng đơn vị đăng kiểm, tổ chức thành lập đơn vị đăng kiểm, phải có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét và chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó nêu rõ vị trí dự kiến xây dựng đơn vị đăng kiểm, đảm bảo phù hợp với mục đích, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất tại địa phương và đảm bảo mật độ các đơn vị đăng kiểm trên địa bàn. Các tỉnh, thành phố liền kề trong khu vực phân bố đồng đều phù hợp theo hướng giảm cự ly di chuyển của phương tiện đến các đơn vị đăng kiểm, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa và hải đảo. Sở Giao thông Vận tải xây dựng kế hoạch thực hiện kiểm tra đánh giá việc duy trì các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực và hoạt động kiểm định của đơn vị đăng kiểm. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành thông tư số 12/2023 sửa đổi thông tư số 06/2013 hướng dẫn hoạt động mua bán vàng miếng thị trường trong nước.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 27 tháng 11 năm 2023. Theo đó, thông tư sửa đổi bổ sung điều 14 quy định về thông báo kết quả giao dịch mua bán vàng miếng. Cục Quản lý Dự trữ Ngoại hối Nhà nước thông báo bằng văn bản cho Vụ Quản lý Ngoại hối, Vụ Tài chính, Kế toán, Sở Giao dịch và Cục Phát hành và Kho quỹ về kết quả giao dịch mua bán vàng miếng với từng tổ chức tín dụng, doanh nghiệp sau khi ký xác nhận giao dịch. Thông tư cũng nêu rõ trách nhiệm của Cục Quản lý Dự trữ Ngoại hối Nhà nước làm đầu mối phối hợp với Vụ Quản lý Ngoại hối trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét quyết định tạm ngừng giao dịch, hủy quan hệ mua bán vàng miếng với tổ chức tín dụng, doanh nghiệp theo quy định. Thông báo cho tổ chức tín dụng doanh nghiệp quyết định của Ngân hàng Nhà nước về việc tạm ngừng giao dịch, hủy quan hệ giao dịch mua bán vàng miếng. Cùng với đó, đầu mối phối hợp với Sở Giao dịch thực hiện nghiệp vụ thanh toán mua và bán vàng miếng, thông báo bằng văn bản cho các tổ chức tín dụng doanh nghiệp về việc không hoàn trả tiền đặt cọc. Lãi suất ở hôm nay ở nhiều ngân hàng đã điều chỉnh giảm. Các kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng hiện có lãi suất huy động chủ yếu ở mức trên 5% một năm. Hiện Sài Gòn Bank còn duy trì duy nhất kỳ hạn tiền gửi 13 tháng ở mức lãi suất 6% một năm. Đây cũng là lần đầu tiên trong tháng 10 các nhà băng này thực hiện giảm lãi suất huy động. Vietbank trở thành ngân hàng đầu tiên giảm lãi suất huy động lần thứ 3 kể từ tháng 10. Trong lần điều chỉnh này thì Vietbank giảm lãi suất kỳ hạn tiền gửi cố định từ 15 đến 36 tháng còn 6%. Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương Sài Gòn Bank giảm mạnh lãi suất huy động kể cả ngày hôm nay đối với tất cả các kỳ hạn tiền gửi cố định. Đáng chú ý, lãi suất ngân hàng kỳ hạn tiền gửi 6 tháng điều chỉnh giảm 0,5% xuống chỉ còn 5,2% một năm. Chính phủ ban hành Nghị định 75 sửa đổi bổ sung một số điều của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế. Theo quy định mới, các chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong phạm vi quyền lợi được hưởng và mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế đã được cơ quan bảo hiểm xã hội giám định sẽ thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế. Cơ chế thanh toán theo thực tế các dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế sử dụng cho người bệnh và mức giá theo quy định hiện hành. Các quy định này sẽ tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội, tạo điều kiện cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo đảm quyền lợi của người bệnh, bảo hiểm y tế. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo thông tư quy định về việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo đó, nguyên tắc lựa chọn là chọn sách giáo khoa trong danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để sử dụng ổn định trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Mỗi môn học và hoạt động giáo dục được thực hiện trong cơ sở giáo dục phổ thông gọi chung là môn học ở mỗi lớp lựa chọn một sách giáo khoa. Việc lựa chọn sách giáo khoa đảm bảo thực hiện dân chủ, khách quan, công khai minh bạch. Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa là phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội của địa phương, phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học và học tại cơ sở giáo dục phổ thông. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định số 1225 xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với hai di tích. Theo đó, một là di tích lịch sử quần thể Thương Cảng Vân Đồn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Hai là di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Trà Cổ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định số 1228 phê duyệt quy hoạch bảo quản và tu bổ phục hồi di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng tại huyện Chiêm Hóa của tỉnh Tuyên Quang. Theo đó, phạm vi lập quy hoạch có diện tích là 27,47 ha, bao gồm 35 di tích, địa điểm, di tích trên địa bàn của 4 xã Kiên Đài, Kim Bình, Linh Phú và Vinh Quang thuộc huyện Chiêm Hóa thành điểm tham quan về nguồn và nghiên cứu khoa học, giáo dục truyền thống lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng, tinh thần yêu nước cho các thế hệ mai sau. Thưa quý vị, liên tiếp các đoạn video ghi lại hình ảnh một nhóm người đi xe đạp ngang nhiên đi vào đường cao tốc lan truyền trên mạng xã hội, khiến cho dư luận rất bức xúc và lên án bởi tính nguy hiểm của nó. Đáng nói là trong một clip, sau khi bị một tài xế ô tô nhắc nhở thì nhóm người này đã bất chấp nguy hiểm, bao vây, xúc phạm và đe dọa hành hung tài xế này. Và tình trạng này thì hầu như diễn ra liên tục trong vài năm trở lại đây, mặc cho cảnh sát giao thông đã rất nhiều lần ra quân xử phạt. Vậy nguyên nhân thì nằm ở đâu? Và chúng ta cần có những chế tài như thế nào để ngăn chặn tình trạng này? Câu trả lời sẽ có trong tiểu mục Chuyện hôm nay và sáng nay của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, kia là điểm bắt đầu để vào làn đường dành cho ô tô trên đường Võ Nguyên Giáp hướng đi sân bay Nội Bài. Tại đây thì lực lượng chức năng đã cắm biển có nội dung rất rõ ràng.
Thế nhưng không chỉ có những người đi xe máy mà ngay cả những người đi xe đạp cũng bất chấp nguy hiểm để đi vào đường cấm. Mặc dù những hình ảnh này đã được lan truyền trên mạng xã hội suốt hơn 2 tuần qua, nhưng dư luận xã hội vẫn chưa thể hết bức xúc người thường xuyên phải di chuyển trên cung đường này. Đường Võ Nguyên Giáp từ cầu Nhật Tân đi sân bay Nội Bài và ngược lại, mỗi hướng có 3 làn dành riêng cho ô tô di chuyển, tốc độ tối đa từ 80 đến 90 km/h và một làn dừng xe khẩn cấp. Các loại phương tiện thô sơ như xe thồ, xe đạp điện, xe mô tô, xe gắn máy chỉ được di chuyển ở đường gom hai bên. Và việc xe đạp đi vào làn dành cho ô tô như vậy không chỉ gây nguy hiểm cho người khác mà còn cho cả chính bản thân mình. Một là phanh gấp, hai là lé sang cái làn bên cạnh. Mà khi lé sang bên cạnh thì là sẽ cái hướng xe bên, của cái làn bên khác sẽ có thể va chạm và gây tai nạn, hoặc là có thể đâm trực tiếp vào xe đạp. Và cái thứ ba mà nếu mà phanh gấp ấy thì là sẽ cái xe đằng sau họ cũng không chủ làm chủ tốc độ được, gây một cái tai nạn liên tiếp. Tôi hay di chuyển trên cung đường này thì cũng hay gặp tình trạng xe máy và xe đạp đi trên và đi vào cao tốc khung giờ khoảng tầm từ 5 giờ sáng cho đến 7 giờ. Khung giờ đấy thì thường là vẫn còn đang tối mà đường thì cũng vắng, mà xe thì ô tô thì đi ở trên cao tốc thì sẽ đi nhanh, và nhiều khi chỉ cần không tập trung một tí thôi là có thể xảy ra va chạm, mà va chạm thì nhiều khi nó sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đang nói đây không phải lần đầu tiên cung đường này diễn ra tình trạng các cua rơ đùa giỡn với tử thần như thế. Và đáng nói hơn, không chỉ đường Võ Nguyên Giáp mà nhiều làn đường dành cho ô tô khác, kể cả đường cao tốc cũng ghi nhận tình huống này. Thậm chí nhiều người còn vô tư quay đầu xe, chạy ngược chiều để né tránh lực lượng chức năng. Nhiều đợt kiểm tra, xử lý và chúng tôi đã tuyên truyền, và nhờ các cơ quan báo chí tuyên truyền lên mạng các mạng trang báng, mạng xã hội. Nhưng cái ý thức chấp hành của họ thì chưa cao. Khi chúng tôi đã kiểm soát và cũng có hỏi mà tại sao các anh không chấp hành, thì họ cũng chỉ cười và nói rằng là tôi nghĩ rằng là chúng tôi chỉ được thể dục buổi sáng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, không chỉ có ở Hà Nội mà ngay cả tại thành phố Hồ Chí Minh thì tình trạng này cũng vẫn diễn ra tại một số tuyến đường. Theo các chuyên gia thì việc xe đạp đi vào làn đường dành cho ô tô hay là vào làn đường cao tốc diễn ra liên tục và lặp đi lặp lại như vậy là do hiện nay chế tài xử phạt còn chưa đủ răn đe. Theo Nghị định số 100 năm 2019, NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123 năm 2021, NĐ-CP, thì việc làm này chỉ bị xử phạt hành chính từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Nếu gây ra thiệt hại nghiêm trọng thì mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ và bồi thường thiệt hại nếu có. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, có những trường hợp chúng tôi đã phải xử phạt đến 2-3 lần nhưng người vi phạm vẫn chưa thực sự nhận biết được cái hành vi nguy hiểm của họ, và cái mức xử phạt đấy cho tôi là vẫn chưa đủ sức răn đe. Làn đã phân ra cho xe ô tô, xe cơ giới nhưng xe thô sơ vẫn đi vào, rõ ràng là biết vi phạm và vẫn cố. Thế nhưng đến lúc xử lý thì cũng chưa có một cái cơ chế nào để xử lý theo cái cách cái hành vi chủ quan của người tham gia giao thông cố tình vi phạm trong trường hợp này, mà đây vẫn đang đánh về cái lỗi chung, tức là đây là gây tai nạn giao thông. Mà đã có chữ tai nạn thì tức là ở cái chỗ mà sự kiện bất khả kháng, hoặc nó là liên quan đến cái chuyện mà các bên không kiểm soát được. Theo các chuyên gia, đây không chỉ là hành vi tự sát mà còn là việc coi thường pháp luật, thách thức dư luận. Vì vậy, cần thêm nhiều chế tài hơn thì mới có thể ngăn chặn tình trạng này. Trong trường hợp này chúng ta có các camera giám sát giao thông quay lại, nhận diện rõ hình ảnh người vi phạm giao thông đó, thì chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng chế tài để xử lý vi phạm. Xe đạp mà là nguyên nhân gây tai nạn giao thông nghiêm trọng có thể bị phạt tù đến 15 năm. Đấy thì bản thân cái luật chúng ta đã ghi như thế. Vậy thì vấn đề phạt tiền chúng ta cũng nên cân nhắc để chúng ta điều chỉnh cái mức phạt tiền để sao cho nó tương xứng với này cái tình thế gây nguy hiểm của họ ấy. Đấy thì mới đủ sức răn đe. Thưa quý vị và các bạn, những người yêu bộ môn xe đạp nói riêng và những người yêu thể thao nói chung thì luôn mang trong mình một năng lượng tích cực, tinh thần khỏe đẹp.
Nhưng những hình ảnh phi thể thao vi phạm pháp luật ảnh hưởng nghiêm trọng tới an toàn giao thông và văn minh đô thị như chúng ta vừa đề cập thì lại đang đi ngược với những giá trị đó. Mỗi người chúng ta hãy tự nâng cao ý thức của mình để mang đến những hình ảnh đẹp trong cuộc sống, chứ đừng để đến lúc mọi chuyện đã đi quá xa và không thể quay đầu mới nói hai chữ giá như, bởi lúc đó thì đã là quá muộn. Tôi xin kết thúc phần trình bày của mình tại đây bằng những hình ảnh đẹp về những người đi xe đạp, luyện tập thể thao và bảo vệ môi trường. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên liên quan có hành động bảo vệ dân thường, đồng thời bày tỏ quan ngại về vấn đề vi phạm luật pháp quốc tế tại Gaza. Mỹ vẫn chưa thống nhất được ứng cử viên cho chức chủ tịch Hạ viện, vị trí bị trống trong suốt 3 tuần qua và khiến Quốc hội Mỹ không thể thông qua ngân sách hỗ trợ khẩn cấp cho Israel và Ukraine. Phần tin quốc tế xin được mở đầu với những diễn biến liên quan xung quanh xung đột leo thang giữa Israel và Hamas. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày hôm qua đã kêu gọi các bên liên quan có hành động bảo vệ dân thường, đồng thời bày tỏ quan ngại về vấn đề vi phạm luật pháp quốc tế tại Giải Gaza. Phát biểu tại phiên họp Hội đồng Bảo an, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh hiện tại là thời điểm quan trọng để nhắc lại một nguyên tắc cơ bản phải đảm bảo trong mọi cuộc xung đột, đó là tôn trọng và bảo vệ thường dân. Ông cũng kêu gọi các bên nỗ lực tạo thuận lợi và an toàn cho việc cung cấp viện trợ, đồng thời nhắc lại kêu gọi các bên cần thực hiện ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức, cũng như tôn trọng luật pháp quốc tế và các thỏa thuận trước đó. Ngoài ra, người đứng đầu Liên Hợp Quốc cũng một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của giải pháp hai nhà nước cho tương lai hòa bình và ổn định thực sự ở Trung Đông. Cũng tại cuộc họp Hội đồng Bảo an, Ngoại trưởng Israel và Palestine đã tham dự và kêu gọi công lý cho mỗi bên từ cộng đồng quốc tế. Phiên họp mới nhất của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã kéo dài hơn thường lệ. Không khí căng thẳng bao trùm phòng họp. Vẫn còn không ít những chia rẽ, nhất là mâu thuẫn trong quan điểm của một số ủy viên thường trực đầy quyền lực của Hội đồng Bảo an. Tuy nhiên, cảm nhận chung đó là các khác biệt đang từng bước được thu hẹp. Đại đa số ủy viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó có những ủy viên quan trọng như Mỹ và Nga, đều cho rằng điều quan trọng hiện nay đó là hạ nhiệt căng thẳng, chấm dứt mọi hành động thù địch nhằm vào dân thường, không để chiến sự lan rộng và tìm lối thoát cho cuộc xung đột bằng kênh ngoại giao. Diễn biến mới này đã mở ra hy vọng rằng Liên Hợp Quốc sẽ sớm thông qua một nghị quyết thỏa đáng để chấm dứt vòng xoáy xung đột mới nhất giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine, đồng thời khôi phục lộ trình hòa bình Trung Đông vốn đang bế tắc. Thanh Tuấn, phóng viên thường trú Thông xã Việt Nam từ trụ sở Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, một quan chức của Hamas hôm qua đã hối thúc các nước Ả Rập, Hồi giáo và Mỹ cần tìm cách ngăn chặn cuộc tấn công của Israel vào giải Gaza. Phát biểu tại họp báo tại Beirut, Liban, ông Osama Hamdan, quan chức của Hamas, đã kêu gọi các nước cần nỗ lực để mở các hành lang nhân đạo, cho phép nhiên liệu, thuốc men và thiết bị được đưa vào Gaza. Bên cạnh đó, ông Hamdan cũng kêu gọi các nước Ả Rập cần chấm dứt ngay tiến trình bình thường hóa trong quan hệ ngoại giao với Israel. Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh các cơ quan viện trợ cùng ngày cũng kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức để cho phép vận chuyển thiết bị vật tư y tế và nhiên liệu đến các bệnh viện ở Gaza. Theo cơ quan y tế tại giải Gaza, các cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất 5.791 người thiệt mạng tại khu vực này kể từ khi xung đột bùng phát ngày 7 tháng 10 đến nay. Trong khi xung đột tại Gaza cũng như khu vực biên giới phía nam Liban vẫn tiếp diễn với các đợt pháo kích của Hamas và Hezbollah cùng các đợt không kích đáp trả của Israel, căng thẳng ở khu vực bờ Tây cũng đã tăng lên đáng kể với nhiều phong tỏa và hạn chế mà lực lượng Israel áp đặt ở vùng đất chiếm đóng này. Hiện giới quan sát đang lo ngại khu vực bờ Tây có thể bùng phát trở thành mặt trận thứ ba trong cuộc xung đột hiện nay ở Trung Đông. Chuyển sang các thông tin quốc tế khác, ngày hôm qua Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Mỹ vẫn chưa thống nhất được ứng cử viên cho chức Chủ tịch Hạ viện, vị trí vốn đã bị trống trong suốt 3 tuần qua. Và điều này khiến cho Quốc hội Mỹ không thể thông qua khoản ngân sách hỗ trợ khẩn cấp cho Israel và Ukraine.
Theo đó, Hạ nghị sĩ Tom Emmer, nhân vật số 3 của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện đã tuyên bố từ bỏ cuộc đua sau khi trước đó vài giờ thì Hạ nghị sĩ Emmer đã vượt qua 7 ứng cử viên khác sau 5 vòng bỏ phiếu trong nội bộ Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, sau khi tham vấn với các nghị sĩ khác, nhất là các nghị sĩ chống đối, ông Emmer đã đột ngột tuyên bố từ bỏ cuộc đua giành chiếc ghế Chủ tịch Hạ viện. Dự kiến các hạ nghị sĩ Đảng Cộng Hòa sẽ tiếp tục bỏ phiếu kín nhằm tìm kiếm một ứng cử viên vượt trội. Hiện Đảng Cộng Hòa đã đặt ra mục tiêu tìm ra được một ứng cử viên có thể nhận được 217 trong tổng số 221 phiếu của Đảng này tại Hạ viện, để có thể bầu được một chủ tịch mới mà không cần dựa vào phiếu bầu của Đảng Dân Chủ. Chủ tịch Hạ viện là vị trí quyền lực số 3 trong hệ thống chính trị Mỹ, chỉ sau Tổng thống và Phó Tổng thống. Việc thiếu người đứng đầu từ hôm 3 tháng 10 khiến Hạ viện Mỹ không thể hoạt động bình thường, trong khi nguy cơ chính phủ liên bang phải đóng cửa ngày càng hiện hữu bởi gói dự luật chi tiêu được thông qua hồi tháng 9 thì chỉ có hiệu lực đến đầu tháng 11. Hôm qua, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg cho biết Thụy Điển có thể chính thức trở thành thành viên của liên minh quân sự này vào tháng 11 tới. Trong thư gửi tới các nước thành viên, người đứng đầu NATO cho rằng hội nghị ngoại trưởng NATO diễn ra vào các ngày 28 và 29 tháng 11 sẽ là thời điểm phù hợp để kết nạp Thụy Điển. Trước đó, Thụy Điển đã hy vọng trở thành thành viên NATO vào mùa hè năm 2022, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary, hai nước thành viên khác đã ngăn trở tiến trình này. Tuy nhiên, hy vọng của Stockholm đã được thắp lên khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày 23 tháng 10 đã chính thức trình Quốc hội nước này hồ sơ xin gia nhập NATO của Thụy Điển. Về phần mình, Ngoại trưởng Hungary hôm qua cho biết Quốc hội nước này cũng sẽ đưa ra quyết định liên quan đến việc Thụy Điển gia nhập NATO. Theo quy chế NATO, quyết định kết nạp thêm bất kỳ thành viên nào đều phải được tất cả các quốc gia thành viên khác đồng thuận thông qua. Cuối tuần qua, World Solar Challenge 2023, cuộc đua xe năng lượng mặt trời uy tín nhất thế giới nhằm thúc đẩy phát triển các phương tiện chạy bằng loại năng lượng mới đã được tổ chức tại Australia, thu hút đông đảo sự quan tâm của những người theo dõi. Hành trình 7 ngày trên đường đua dài 3.000 km từ thành phố Darwin, Bắc Australia đến Adelaide của Nam Australia là một thử thách không hề nhỏ với tất cả các đội thi từ khắp nơi trên thế giới. Không chỉ chạy trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt trên 40 độ C, các đội thi cũng sẽ phải đối mặt với những nguy cơ từ động vật hoang dã khi cắm trại qua đêm hay vượt qua những cơn gió ngược khốc liệt thổi qua sa mạc Great Victoria ở Nam Australia. Cuộc đua được chia thành hai hạng mục liên quan đến công nghệ xe điện hướng tới trong tương lai. Sự kiện cũng là dịp để ngành công nghiệp ô tô cải thiện tính hiệu quả trong phạm vi hoạt động, năng lượng và pin sạc của xe điện. Năm nay, hãng lốp Bridgestone đã thử nghiệm sản phẩm lốp với 63% từ nguyên liệu tái chế, được thiết kế giúp giảm lực cản và mở rộng phạm vi hoạt động của xe trên nhiều loại địa hình. Tiếp theo là các thông tin tài chính quốc tế qua phần trình bày của biên tập viên Phạm Cương. Xin mời Phạm Cương. Cảm ơn chị Khánh Ly. Thưa quý vị, trong ngày đầu tuần thì thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng điểm trong bối cảnh doanh thu cao hơn trông đợi của một số tập đoàn lớn và điều này vượt quá sự cẩn trọng của các nhà đầu tư. Và dẫu đang trong việc trong những tâm lý cầm chừng liên quan đến những diễn biến xung đột ở Trung Đông cũng như là những dữ liệu kinh tế trái chiều trước thềm các quyết định quan trọng về lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Cụ thể thì chốt phiên giao dịch ngày 24 tháng 10, chỉ số Dow Jones tăng 0,62% lên 33.341,38 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,73%, trong khi chỉ số Nasdaq tăng 0,93%. Trong khi đó, bên kia bờ Đại Tây Dương thì chứng khoán châu Âu cũng có phiên giao dịch tràn ngập trong sắc xanh khi mà các chỉ số chính tại Đức, Pháp và Anh đều tăng và dao động từ 0,2% đến 0,6% trong bối cảnh các nhà đầu tư cho rằng là Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ tăng lãi suất trong tuần này, dù vẫn chuẩn bị cho kịch bản về việc chi phí vay mượn sẽ ở mức cao. Trên thị trường năng lượng thì giá dầu kỳ hạn thế giới tiếp tục giảm trong phiên thứ ba liên tiếp khi mà ngoài yếu tố xung đột từ Trung Đông thì giới đầu tư cũng đã lo ngại về tình hình kinh tế ở Đức nói riêng, khu vực Eurozone nói chung và việc Anh có thể làm trầm trọng hơn nữa những nhu cầu dầu mỏ toàn cầu. Tính đến 5 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, giá dầu Tây Texas giao tháng 12 giảm 2,05% xuống còn 83,74 đô la Mỹ một thùng, trong khi đó giá dầu Brent giao cùng thời điểm giảm còn 88,08 đô la Mỹ một thùng. Còn tại thị trường kim loại quý, giá vàng tương lai của thế giới tiếp tục giảm nhẹ do giá trị của đồng đô la Mỹ tăng và việc số liệu kinh tế không được thuận lợi. Hiện giới đầu tư vẫn đang chờ đợi về việc nhiều số liệu hơn nữa được công bố để có thể đưa ra quyết định tới đây về lãi suất. Tính đến 5 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao tháng 12 giảm 0,09% chốt phiên ở 1.986,1 đô la Mỹ một ounce. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành thông tư số 12/2023 sửa đổi thông tư số 06/2013 hướng dẫn hoạt động mua bán vàng miếng thị trường trong nước.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 27 tháng 11 năm 2023. Theo đó, thông tư sửa đổi bổ sung điều 14 quy định về thông báo kết quả giao dịch mua bán vàng miếng. Cục Quản lý Dự trữ Ngoại hối Nhà nước thông báo bằng văn bản cho vụ quản lý ngoại hối, vụ tài chính, kế toán, sở giao dịch và cục phát hành và kho quỹ về kết quả giao dịch mua bán vàng miếng với từng tổ chức tín dụng, doanh nghiệp sau khi ký xác nhận giao dịch. Thông tư cũng nêu rõ trách nhiệm của Cục Quản lý Dự trữ Ngoại hối Nhà nước làm đầu mối phối hợp với vụ quản lý ngoại hối trình thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét quyết định tạm ngừng giao dịch, hủy quan hệ mua bán vàng miếng với tổ chức tín dụng doanh nghiệp theo quy định. Thông báo cho tổ chức tín dụng doanh nghiệp quyết định của Ngân hàng Nhà nước về việc tạm ngừng giao dịch, hủy quan hệ giao dịch mua bán vàng miếng. Cùng với đó, đầu mối phối hợp với sở giao dịch thực hiện nghiệp vụ thanh toán mua bán vàng miếng, thông báo bằng văn bản cho các tổ chức tín dụng doanh nghiệp về việc không hoàn trả tiền đặt cọc. Lãi suất ngân hàng hôm nay ở nhiều ngân hàng đã điều chỉnh giảm. Các kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng hiện có lãi suất huy động chủ yếu ở mức trên 5% một năm. Hiện Sài Gòn Bank còn duy trì duy nhất kỳ hạn tiền gửi 13 tháng ở mức lãi suất 6% một năm. Đây cũng là lần đầu tiên trong tháng 10 nhà băng này thực hiện giảm lãi suất huy động. Việt Bank trở thành ngân hàng đầu tiên giảm lãi suất huy động lần thứ 3 kể từ đầu tháng 10. Trong lần điều chỉnh này, Việt Bank cũng giảm lãi suất kỳ hạn tiền gửi cố định từ 15 đến 36 tháng còn 6%. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương Sài Gòn Bank giảm mạnh lãi suất huy động kể từ hôm nay đối với tất cả các kỳ hạn tiền gửi cố định. Đáng chú ý, lãi suất ngân hàng kỳ hạn tiền gửi 6 tháng điều chỉnh giảm 0,5 điểm phần trăm xuống chỉ còn 5,2% một năm. Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam vừa có văn bản góp ý dự thảo sửa đổi Nghị định số 10 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Hiệp hội đề nghị Ban soạn thảo tiếp thu chỉnh sửa làm rõ nội dung thống nhất với Sở Giao thông Vận tải đầu tuyến bên kia để xây dựng, điều chỉnh, bổ sung danh mục mạng lưới tuyến cố định liên tỉnh theo nguyên tắc giữ nguyên các tuyến đã thực hiện ổn định. Đối với những tỉnh, thành phố đã đầu tư xây dựng các bến xe để phục vụ hợp lý cho các tuyến vận tải đi theo hướng tuyến, nhất là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, cần tuân thủ nguyên tắc tuyến vận tải đi về hướng nào thì điểm đầu và điểm cuối là bến xe hướng đó để tránh các doanh nghiệp vận tải hiểu nhầm là cho phép các đơn vị được vận tải chạy xuyên tâm thành phố, không cần thực hiện theo quy hoạch tuyến theo quyết định 927 của Bộ Giao thông Vận tải. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 10 công bố thông tin dự án nạo vét cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch xuyên tâm thuộc địa bàn quận Bình Thạnh và quận Gò Vấp sẽ khởi công vào tháng 8 năm 2024 sau 21 năm chờ đợi. Rạch xuyên tâm dài gần 8,9 km chảy qua quận Bình Thạnh và quận Gò Vấp. Tuyến chính từ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè đến sông Vàm Thuật là một trong những tuyến kênh rạch ô nhiễm bậc nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Được đề xuất từ năm 2002, sau 21 năm dự án cải tạo rạch xuyên tâm mới chính thức khởi động. Dự án có tổng mức đầu tư 9.664 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 6.372 tỷ đồng, 2.710 tỷ đồng chi phí xây dựng, còn lại là chi phí khác. Nguồn kinh phí từ ngân sách thành phố, dự kiến khởi công vào tháng 8/2024 và hoàn thành sau 4 năm nhằm đảm bảo mục tiêu thoát nước, chống ngập, giảm ô nhiễm và tăng kết nối hạ tầng giao thông cho khu vực. Triển khai quyết định số 470 ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không Điện Biên. Thời gian qua, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV là đơn vị được giao làm chủ đầu tư đã triển khai thực hiện các hạng mục công trình của dự án. Dự án sẽ hoàn thành và được Bộ Giao thông Vận tải cho phép đưa vào hoạt động trở lại từ ngày 2 tháng 12. Để triển khai việc khai thác các đường bay đi đến Cảng hàng không Điện Biên phù hợp với thời điểm hoạt động trở lại, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không nghiên cứu xây dựng kế hoạch khai thác các đường bay đi đến sân bay Điện Biên, tổ chức bán vé để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách và nhân dân. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo thông tư quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo đó, nguyên tắc lựa chọn là lựa chọn sách giáo khoa trong danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông. Mỗi môn học, hoạt động giáo dục được thực hiện trong cơ sở giáo dục phổ thông, gọi chung là môn học ở mỗi khối lớp, lựa chọn một sách giáo khoa. Việc lựa chọn sách giáo khoa bảo đảm thực hiện dân chủ, khách quan, công khai và minh bạch. Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa là phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội của địa phương, phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông. Chính phủ ban hành Nghị định số 75 sửa đổi bổ sung một số điều của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.
Theo quy định mới, các chi phí khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế trong phạm vi quyền lợi được hưởng và mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế đã được cơ quan bảo hiểm xã hội giám định sẽ thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế. Cơ chế thanh toán theo thực tế các dịch vụ, kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế sử dụng cho người bệnh và mức giá theo quy định hiện hành. Các quy định này sẽ tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế giữa cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội, tạo điều kiện cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo đảm quyền lợi của người bệnh. Thưa quý vị, diễn ra đến ngày 28 tháng 10, Giải vô địch Điền kinh quốc gia 2023 đang có những ngày tranh tài sôi động tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Miếu Môn Chương Mỹ, Hà Nội. Sau kết quả trắng tay tại ASEAN 19 tại Hàng Châu, Trung Quốc, giải được kỳ vọng sẽ giúp phát hiện nhiều nhân tố mới cho đội tuyển Điền kinh quốc gia khi mà nhiều vận động viên trụ cột của Điền kinh Việt Nam giờ đã lớn tuổi. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Thông Tấn. Giải vô địch Điền kinh quốc gia 2023 sẽ là giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp của nữ vận động viên 400m số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Huyền. Ở tuổi 30, Nguyễn Thị Huyền quyết định dừng lại để chuyển sang làm công tác huấn luyện. Một vận động viên như em thì cũng là tập mấy mấy năm rồi, em đã tự cảm nhận được rằng liệu rằng mình có thể phục vụ được trong quá trình tập luyện không? Bởi vì là khi mình tập luyện được thì mình mới có thể thi đấu được. Thì em cảm thấy rằng là mình không, trong quá trình tập luyện gần đây nhất là em thấy cảm thấy sức khỏe của mình đi xuống và em không thể phục vụ được bài tập. Quyết định của Nguyễn Thị Huyền khiến nhiều người yêu mến thể thao hụt hẫng. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy thực tế, thế hệ vận động viên trụ cột của Điền kinh Việt Nam giờ đã lớn tuổi, phong độ đã không còn đỉnh cao. Vì vậy, cần phải sớm có lứa vận động viên kế cận. Giải vô địch Điền kinh quốc gia 2023 sẽ có nhiệm vụ đó. Cái giai đoạn vừa qua thì là cái công tác đào tạo trẻ của chúng ta ấy, nó cũng không phải là riêng của chúng ta đâu, của các nước ở trong khu vực cũng thế, là nó đang bị có những vấn đề là về cơ sở vật chất, về khoa học kỹ thuật và về yếu tố con người chẳng hạn, thì nó cũng có những cái vấn đề trong đấy. Và hiện nay thì sau cái ASEAN này thì chúng tôi cũng nhìn nhận đánh giá là chúng ta sẽ phải thay máu, sẽ phải làm lại toàn bộ lực lượng trẻ. Điền kinh là môn trọng điểm được xem là mỏ vàng của thể thao Việt Nam ở các đấu trường quốc tế. Thế nhưng kết quả trắng tay tại ASEAN 19 vừa qua đang là tiếng chuông báo động cho điền kinh Việt Nam. Trong tương lai, chinh phục đấu trường lớn như ASEAN hay Olympic chắc chắn chỉ có thể phụ thuộc vào thế hệ những vận động viên trẻ này. Vùng đảo Kho của Pháp muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam và sẵn sàng chào đón các doanh nghiệp Việt Nam đến tìm hiểu cơ hội hợp tác thương mại và đầu tư. Đây là khẳng định của ông Alexander Van Sigera, Ủy viên Thường trực Hội đồng Hành pháp vùng Kho, đặc trách Kinh tế và Tài chính, Chủ tịch Cơ quan Phát triển Kho trong buổi làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng. Ông Alexander Van Sigera cho biết, đảo Cox là một trong những vùng hàng đầu ở Pháp về chế biến hải sản và một số sản phẩm nổi tiếng như quýt và rượu vang. Cox cũng có thế mạnh về hàng không và đang chủ trương hướng tới các nền kinh tế tương lai như năng lượng, kỹ thuật số và các dịch vụ gắn với du lịch và hậu cần. Theo Đại sứ Đinh Toàn Thắng, Việt Nam và Cox có nhiều dư địa để phát triển quan hệ hợp tác như du lịch, văn hóa, phát triển bền vững và Cox có thể đóng vai trò tích cực trong mô hình hợp tác địa phương. COS và Việt Nam có mối quan hệ lịch sử từ lâu đời. Hai bên còn có nhiều lợi thế chung có thể cùng chia sẻ, trước hết là về lĩnh vực chế biến thực phẩm. Tại trụ sở tòa thị chính thành phố Ajaccio, Đại sứ Đinh Toàn Thắng và thị trưởng Stefan Spragia cũng đã thảo luận về khả năng thiết lập quan hệ giữa Ajaccio với các địa phương Việt Nam cũng như các lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa hai bên. Có nhiều mối quan tâm chung khiến chúng tôi có thể xích lại gần nhau và tôi nghĩ rằng sẽ có lợi thế củng cố mối quan hệ, tăng cường trao đổi giữa COS và Việt Nam. Bởi vì chúng tôi rất muốn vươn ra thế giới. Về hợp tác địa phương, tôi rất muốn Ajaccio kết nghĩa với một thành phố của Việt Nam, có những nét tương đồng và có những mối quan tâm tương tự. Cũng trong chuyến công tác, Đại sứ đã có buổi gặp mặt với các thành viên Đảng Cộng sản Pháp tại COS. Cảm ơn sự ủng hộ của những người Cộng sản COS cho cuộc chiến giành độc lập của Việt Nam, Đại sứ tin rằng những người Cộng sản Pháp cũng chia sẻ cùng mục tiêu với Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp vì sự tiến bộ xã hội. Chúng tôi đã đến Việt Nam từ năm 1995 để xây dựng nhà hữu nghị quận Đống Đa, Hà Nội và tham gia vào các dự án nhân đạo như giúp đỡ trẻ em nghèo, xây dựng bể nước sạch và cung cấp tín dụng nhỏ giúp các hộ gia đình ở Hà Giang và Cao Bằng phát triển kinh tế.
Chúng tôi hy vọng cuộc gặp giữa đại sứ với lãnh đạo thành phố Ajaccio sẽ mở ra mối quan hệ đối tác, hỗ trợ các hoạt động nhân đạo của chúng tôi ở Việt Nam. Chuyến đi lần này tới COX là một chuyến đi rất quan trọng, đánh dấu một cái bước phát triển mới giữa trao đổi giữa ta và COX, đánh dấu tình hữu nghị giữa COX với Việt Nam, cũng như là những bước triển khai để có thể khai thác hơn nữa những cái tiềm năng hợp tác giữa COX với các địa phương Việt Nam cũng như các đối tác Việt Nam trong thời gian tới trong nhiều lĩnh vực tiềm năng như nông nghiệp, về năng lượng sạch, phát triển bền vững, về du lịch cũng như là trao đổi văn hóa, để làm sao hai bên tăng cường hiểu biết và đem lại những lợi ích thiết thực trong hợp tác. Đại sứ khẳng định sự ủng hộ của những người cộng sản Pháp vô cùng quý giá và mong rằng sự ủng hộ này sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển quan hệ hai nước giữa COX và Việt Nam. Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Hôm qua, truyền thông Campuchia đưa tin Đảng Nhân dân Campuchia CPP cầm quyền dự kiến sẽ ký thỏa thuận và hợp tác và liên minh với 27 chính đảng dưới sự chủ trì của Chủ tịch CPP Samdech Techo Hun Sen. Cụ thể, Văn phòng Trung ương CPP đã gửi thư mời lãnh đạo các chính đảng tham gia liên minh với CPP tham dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác và liên minh giữa các chính đảng vào sáng nay ngày 25 tháng 10 tại trụ sở Trung ương của CPP ở thủ đô Phnom Penh. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh gần đây, nhiều đảng phái ở Campuchia đã gửi thư tới Chủ tịch CPP Hun Sen bày tỏ đề xuất liên minh với CPP nhằm đưa đất nước Campuchia tiến tới hòa bình, ổn định và phát triển. Đáp lại đề xuất trên, trong thông điệp hôm 11 tháng 10, với danh nghĩa Chủ tịch CPP, ông Hun Sen hoan nghênh sáng kiến trên, đồng thời đánh giá cao về sự đoàn kết của liên minh với các chính đảng ở Campuchia. Hôm qua, Đảng Xã hội của quyền Thủ tướng Pedro Sanchez và phong trào Suma cực tả tại Tây Ban Nha thông báo đạt thỏa thuận liên minh để thành lập chính phủ mới. Thỏa thuận cũng bao gồm đề xuất giảm giờ làm mà không thay đổi mức lương cho người lao động. Thỏa thuận đạt được sau khi quyền Thủ tướng Pedro Sanchez có cuộc gặp với lãnh